Chào tất cả các bác các anh. Và mẫu dìu các bác đang mong đợi thì hôm nay em đã làm xong. Các bác biết bao nhiêu không ạ? Hôm nay em sẽ giảm giá một lửa cho tất cả các bác anh em mình đặt hàng. Các bác có thể chặt củi nhá, chặt xương và thậm chí chặt cả gạch cho em luôn. Cái dìu này để cho các bác bổ xương trâu, xương bò đấy ạ. Và nó sẽ là dòng búa đa lăng các bác anh nhé. Búa đa lăng, các bác có thể nhổ đinh và đóng đinh thì thoải mái ok cho em luôn. Các bác thấy không ạ? Ui dồi, thôi quá ok rồi anh ơi. Đấy, em xem cái lưỡi dìu một chút à. Anh em vuốt cái lưỡi dìu đi, xem nó có vấn đề gì không. Các bác đã xem em test thử trực tiếp nha các bác nhé. Các bác hôm nay mà xem được cái video này mà đang cần một cái lưỡi dìu để làm tất cả mọi việc. Và em mời các bác test thử đúng như em test thử như vậy luôn nhé. Về cái phần dìu này thì cái cán này em đóng tạm cho các bác cái cán này thôi. Còn các bác có thể sưu tầm một cái cán khác đẹp hơn. Thì bên em là chuyên cung cấp về tất cả các loại đồ nhíp các bác ạ. Những cái dụng cụ làm vườn rất là thiết thực. Báo giá luôn tới các bác ở đầu video. Chiếc dìu này em đang bán 150. Nhưng hôm nay các bác đặt hàng nó còn là 80.000 đồng trên một chiếc các bác anh nhá. Thì cái này em nói luôn các bác, nó sẽ có giá từ 40.000, 50.000 và 80.000. Nhưng 40, 50.000 thì cái chất thép của nó rất chi là kém và nó rất chi là bé luôn đấy các bác anh ạ. Thì các bác nhìn như em vừa mới test thử thì đúng như cái mẫu dìu thực tế nhất để các bác anh nhà mình được xem. Ngoài ra bên em còn có cuốc xẻng, tất cả các loại chất liệu của nó thì sẽ bằng nhíp 100% nhá. Đấy, bác nào đang cần cái mua dìu cái này như này, hãy gọi điện trực tiếp luôn tới đầu số điện thoại em ghi ở trên góc màn hình. Đấy, và các bác anh nhà mình nhớ đăng ký kênh của em nhé. Nhớ đăng ký kênh của em để xem hàng nghìn những sản phẩm hay. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu những cái sản phẩm về bên trong này cho các bác anh nhà mình được xem này. Về những mẫu cuốc thì hiện tại em đang tải từ các bác những cái mẫu cuốc bướm vuông rất là nhiều. Một đứa cuốc bướm bản to và hôm giờ em cũng đã bổ gạch cho các bác xem rồi đấy. To như thế này, lưỡi này của nó là bao nhiêu cm được? Lưỡi này của nó rơi vào tầm độ 34 cm. Giá em đang đưa tới các bác anh là 100.000 đồng trên một chiếc nhá. Các bác sạc cỏ xúc thì cực kỳ là thích luôn. Một đứa cuốc bướm cỡ to, cuốc bướm vuông nhá, gọi là cuốc bướm vuông cho em. Còn cuốc bướm tròn đây các bác anh này, cuốc bướm tròn to 100.000 trên một chiếc cuốc bướm to. Còn về một chiếc cuốc bướm lưỡi cưa thì em sẽ có nhiều loại. Cái này thì sẽ có giá từ 70.000, cái này là lưỡi cưa nhá, siêu bén luôn. Đấy, bổ vào gạch cũng thoải mái không sợ mẻ cho em. Cái này các bác nhớ gọi là lưỡi cưa nhá, còn cái vừa đấy là không phải là lưỡi cưa đâu. Đấy, cái này thì sẽ có giá từ 70.000, 100, 120 và 130. Đấy, các bác cứ vào Zalo để mẫu chi tiết cho các bác xem về từng mẫu. Còn về đây là cái cuốc gà. Cái này thì hôm giờ em đã bổ gạch cho các bác xem rồi. Đây là một loại cuốc lưỡi gà dày để các bác vừa cuốc vừa sạc các kiểu luôn. Đấy, và giá của nó thì cực kỳ là êm. Con này có giá là có 80.000 đồng một chiếc thôi. 80.000 đồng cho các bác nhé. Em bán 100 rồi đấy các bác, 80.000 đồng trên một con này. Đấy, còn về chiếc cuốc này thì đây là một chiếc đặc biệt của bên xưởng em làm. Một chiếc cuốc xẻng thì cái này nó là hàng của Việt Nam qua làm nhé. Còn đây đó là cuốc tàu này, các bác anh này. Nó sẽ khác nhau rõ ràng là như vậy. Cái cuốc xẻng này giá của nó chỉ là 100.000 đồng trên một cuốc thôi. Các bác làm quanh năm thoải mái cho em. Cái này gọi là cái cuốc xẻng của mình nhé. Còn cái cuốc xẻng của tàu nó như thế này đây, các bác anh này. Để lựa chọn cho tất cả các bác anh trên mọi miền Tổ quốc thì nhà em sẽ có đủ loại. Còn cái này là cái gấp để cho các bác anh nhà mình làm cây gấp cây, để cái này dày lắm các bác ạ. Dày, chắc chắn, đẹp như này. Giá của cái này em đang đưa từ các bác là cái gấp này là 200.000 đồng một cái, em miễn phí ship nhé. Thế còn về bên trên này là những búa chim này. Búa chim thì nó có nhiều loại lắm các bác anh ạ. 100, 150, 200, 250, 300, thậm chí là 400 em cũng sẽ làm được nhé. Còn đây là những cái mẫu phổ thông. Đấy, những cái mẫu phổ thông thì cái búa chim này các bác cứ phải vào Zalo để em gửi cho bác xem cho chắc. Và búa như em làm thì phải gọi là cực đỉnh luôn. Anh nào đã mua thì biết rồi. Còn về bên này này các bác anh, đây là một cái thuổng. Cái thuổng này thì cái ấy của nó đây nhá. Các bác chỉ cần cho vào cái ống tiếp 34 thì các bác đã có một chiếc thuổng đẹp rồi. Cái này có giá là 100.000 đồng trên một chiếc thuổng này. Và em sẽ đi về phía trên này cho các bác xem một chút. Bên xưởng lò rèn bên em thì sẽ có hàng nghìn những sản phẩm khác nhau. Nhưng mà đây là một cái video chất lượng nhất để cho các bác anh nhà mình lựa chọn những cái sản phẩm giá rẻ và tốt. Em sẽ có những cái móc này các bác nhé. Cái móc này là cái móc vừa vặt cành vừa giật cành, 100.000 đồng cho một cái. Và tất cả các bác mà chơi Zalo thì hãy kết bạn với em để em gửi mẫu qua Zalo cho chắc chắn nhé. Cái này gọi là cái dầm cong nhỏ là 50.000 đồng cho một cái này. Đây, còn về phía trong này thì sao? Phía trong này là đây là những mẫu cuốc lưỡi cưa, là mẫu cuốc cao cấp mà các bác làm hàng đặt em để đây đấy ạ. Em hiện tại đang có 3 size nhá, 100.000, hơn 100.000 cũng có. Cuốc lưỡi cưa cái này là cuốc xúc này, cuốc này, cái này bén lắm các bác ạ, siêu bền luôn. Và bên này là những mẫu cào 3 răng, 4 răng bằng thép xoắn. Còn đây là cái móc ngạnh để cho các bác anh nhà mình vặt dừa, hái dừa, giật quả. Cái này chỉ riêng nhà em làm cho các bác anh nhá. Đấy, cái này là 150 một cái. Còn bên này là những lưỡi thuổng bằng dầm cao cấp thì em đang có giá là từ 150.000 đồng trên một chiếc nhá các anh nhá.
Đây, 150.000 một chiếc, lưỡi thẳng, lưỡi mo có hết. Lưỡi mo thì đâu nhỉ? Đây không có cái lưỡi mo là. Còn bên này những cái lưỡi dầm đại này thì em đang làm là từ 200 đến 250 300 nhá, có hết luôn. Đây là cái thùng chuối này các bác này, hàng đặt luôn. Hàng đặt đẹp luôn nhá. Đấy. Thì cái này em có cả xà beng và nhà em nhận hàn cán này. Cho các bác xem bên này một chút. Đây những cái mẫu thủng 100.000 này. Còn đây là những cái búa đóng này, 50.000 đồng một cái thôi. Cái này rất phù hợp đối với các bác làm nông nghiệp. Đấy, còn trên này là búa chim nha các bác này nhá. Quốc tây. Dìu bổ củi, dìu to cỡ đại, cái này bán 250 nhưng hôm nay em giảm giá còn 150. À còn 200 này. Các bác ơi, còn 200. Đấy, còn đây là cái mo 150 đây. 150. Trên này là liềm cắt cỏ. Còn trên này là những cái mẫu đặc biệt là những mẫu dầm đánh cây. Những mẫu dầm mà đang có giá từ 150.000, những mẫu dầm nhíp đặc biệt mà bên em đang giao buôn nhé. Tất cả trên cái vùng miền em bán thì đều là em giao buôn hết. Thế cho nên là các bác đã tìm thấy em là tìm tới tận giá xưởng rồi. Những cây dầm này thì nó đang có giá là 200, 250, 300 và 350. Còn những mẫu thuổng thẳng, thuổng bản đặc biệt kia kìa, em sẽ làm tới kịch kim là 400 một cái hàng đặt. Còn nếu các bác muốn mua từ 200 đến 250, 300 em đều có hết. Mai sắn đất nha các bác anh nhá. Kia là cái mai, cái to to, cái mai kìa. Đấy, mẫu nhỏ kìa, 150 một cái kìa. Rất nhiều mẫu, cào 7 răng, cào 10 răng. Em có hết nha các anh nhá. Ở cái video ngày hôm nay thì em đã test rất chi tiết để cho các bác anh nhà mình xem cái mẫu này của bên em. Thì qua cái video ngắn này các bác đã biết tới lò rèn bên em. Anh nào mà đang quan tâm và đã xem được video này thì nhớ cho em xin một like nhé. Và thấy cái đồ dụng nông nghiệp này quan tâm và chất lượng ở tại lò rèn nhíp bên em, nhớ đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những sản phẩm hay. Cảm ơn các bác nha. Em xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.